chào ngày mới tất cả các bạn. Theo như dự báo thì về trưa chiều nay có những khoảng hửng nắng, nhưng mà nắng rất là yếu thôi, vì vậy mà không đủ để làm sưởi ấm bầu không khí. Cái rét sẽ vẫn duy trì trong cả ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc. Nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 18 độ.